Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợn nha các bạn. Thì mình trả lời một thắc mắc của bạn Tường Bạch Khanh. Bạn ấy hỏi rằng thể tích và dung tích là gì. Thì thứ nhất các bạn phải biết phân biệt thể tích và dung tích. Thứ nhất, cái phần chung của nó là gì? Giống nhau, gọi là giống nhau đó các bạn. Giống nhau. Thì hai hàng ngày đều nổi lên một vấn đề, đó là đo về thể tích. Chính là nói về gì ạ? Nói về khoảng không gian, khoảng không, khoảng chứa hay là khoảng không của chất rắn, chất lỏng, chất khí. Được chưa? Ví dụ như cái ly chứa, đó chính là nói về thể tích. Được chưa? Khoảng chứa. Ok chưa? Rồi, điểm khác nhau. Thể tích là nói tại một thời điểm thôi. Còn dung tích là nói về mọi thời điểm. Được chưa? Rồi, bắt đầu mình lấy ví dụ để cho các bạn hiểu. Ví dụ như một hộp sữa 330 ml, thì chưa uống nha các bạn, thì cái thể tích của hộp sữa đó là bao nhiêu ạ? 300. Vậy thể tích là dung tích. Thể tích và dung tích như thế nào ạ? Rồi, bắt đầu nè. Một hộp sữa 330 ml, khi chưa uống thì thể tích của cái hộp sữa đó bao nhiêu ạ? Vẫn cái nước trong sữa nha các bạn, vẫn 330 ml. Dung tích của nó chính là cái mà nó dán hay là nó ghi ở ngoài cái hộp, cũng 330 ml. Vậy cho thấy khi chưa uống thì thể tích bằng dung tích. Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu uống hết 100 ml. Được chưa ạ? Vậy trong hộp sữa còn bao nhiêu ạ? Lấy 330 trừ đi 100, còn lại 230 ml. Vậy khi uống hết 100 lít thì thể tích trong nước trong sữa còn bao nhiêu ạ? Còn 230 ml. Nhưng dung tích của cái hộp đó vẫn 330 ml. Cứ vậy các bạn làm tiếp. Được chưa? Rồi, các bạn nhìn thấy một điều nè. Thể tích và dung tích đều nói về gì ạ? Nói về thể tích, hay nói cách khác đó là khoảng không chứa chất rắn, chất lỏng, chất khí. Nghe chưa ạ? Khác nhau là tại thời điểm chưa uống thì hai thằng này bằng nhau. Khi uống hết 100 ml thì hai thằng này nó khác nhau. Nghe chưa? Dung tích là cái người ta nói về cái vật chứa. Còn thể tích là người ta nói về cái được chứa trong cái bình chứa đó. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.